Top 3 ngành tiềm năng tăng trưởng, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, năng lượng và tài chính ngân hàng là 3 ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong 12 tháng tới, theo báo cáo đánh giá Việt Nam vừa công bố. Ngành điện tử viễn thông có tiềm năng nhờ động lực đến từ nhu cầu ngày càng cao, từ cả thị trường nội địa lẫn các thị trường nước ngoài, khi tình hình kinh tế toàn cầu được dự báo dần phục hồi trong năm tới, cũng như làn sóng chuyển đổi số và xu hướng phát triển mạng 4G, 5G ngày càng mạnh mẽ. Ngành điện năng lượng tiềm năng nhờ thị trường phân phối xăng dầu trong nước đã trở lại hoạt động bình thường sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhà nước tập trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế để phát triển nhanh ngành điện, giải ngân nhanh chóng các gói đầu tư công về năng lượng, dầu khí thời gian tới. Mặc dù tăng trưởng tín dụng tương đối chậm trong bối cảnh khó khăn chi phối hầu hết các ngành trong năm 2023, tuy nhiên các doanh nghiệp nhận định rằng tình hình của ngành tài chính ngân hàng vẫn có thể đi theo hướng tích cực trong năm tới, theo đà phục hồi của nền kinh tế và doanh nghiệp.